thì muốn cái con này, có con này giống như robot con vậy á, thì cho nít nó chơi. Bây giờ anh muốn đi từ đây qua bên chỗ bên này thì mình sẽ lập trình cho đi, thì nó sẽ theo cái vật lý nó đi. Bây giờ mình đi tới hai bước xong mình quẹo phải, xong mình tới hai bước mình nhấn cái câu nó sẽ đi tới. Thì cái khoảng cách của cái ô này, nếu mà mình muốn làm một bản đồ mới thì khoảng cách của cái ô này nó phải bằng nhau. Quá nó bị lỗi rồi à, không sao hết rồi. Nhiều khi mình quên một clear, nó phải clear được bộ nhớ của nó, clear bộ nhớ nó xong rồi nó chạy. Bây giờ cho con nít nó chơi. It's good, I want to try for my kid also. My kid 2 years old. I want to learn for her. Programming, yes. Yeah. Have you got a bit of time? Because I can send you more information on how it works. Yeah, sure. Bây giờ mình thử cái con này nữa, thử lần nữa xem nào. Thôi con này không đi được. Thử lại một lần nữa nha. Lại lần nữa bây giờ. Mình muốn nó đi từ đây. Nó đi 1, 2, 3, 4. Mình sẽ tập trình cho nó đi. Mình nhấn 1, 2, 3, 4. Sau mình phải quẹo phải. Sau đó mình mới nhấn đi một cây nữa. Mình cho đi. Thì rất là tốt cho nít, để mà nó động rất đơn giản. Nó học được cách điều hành, vận hành. Something wrong. Rồi nó bị lỗi rồi. Con này bị lỗi rồi, này bị lỗi rồi. Con này để bị lỗi, quên đi bộ nhớ rồi. Đấy, tôi quên, chắc là quên đi bộ nhớ rồi. Sorry, tôi quên đi bộ nhớ. Vì rất là nhiều con. Đây, xin lỗi động tác mình quên đi bộ nhớ, xin lỗi. Thử lại lần nữa nha, mình phải lia bộ nhớ chứ. Ok. Bây giờ 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mẹo. Tới cái nữa, mình sẽ lấy câu. 1, 2, 3. Rồi mới quay. Rồi. 4. Chính xác rồi. Do mình nói mình quên đi bộ nhớ đó. Ok.